Hello, xin chào tỷ phú tương lai. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một cái kèo này. Nhìn cái hệ sinh thái của nó thì có vẻ hơi phức tạp, đúng không ạ? Nhìn nó rất là rắc rối luôn. Vâng, cái con này nó là con Pixel và cái hệ sinh thái của nó thì bao gồm là NFT này, game này, deck này. Xong thứ sau là nó ra P2P. Và cái kèo này thì mình đã làm ít hôm rồi. Lúc đó thì cái ích của nó rất là ít người theo dõi. Lúc đấy mình chỉ mới có hơn 2.000, 3.000 người theo dõi thôi. Cái cộng đồng quá là ít. Vì vậy cho nên mình cũng chưa chia sẻ cho các bạn. Và mình theo dõi thì chỉ vài ngày thôi thì cái lượng ích của nó đã tăng lên 36.759 người theo dõi rồi. Và cái Telegram của nó thì đến hơn 60.000 người theo dõi. Đó, vì vậy cho nên là hôm nay mình mới chia sẻ cho các bạn. Chưa biết là nó phát triển như thế nào, nhưng mà theo như mình check thì cũng thấy nó khá là hay và hiện tại thì nó đã kết hợp với lại sàn Bitget. Bây giờ thì mình hướng dẫn cho các bạn cái cách để các bạn đăng ký cũng như là cách khai thác đã nha. Khi các bạn kích vào cái đường link ở dưới phần mô tả video bình luận ghim thì là nó sẽ đưa các bạn sang cái con bot của Telegram. À, hiện tại thì các dự án họ đổ xô vào họ phát triển trên Telegram đúng không ạ? Đó, khi mà các bạn vào đây thì nó sẽ có cái lời chào mừng như thế này thì các bạn sẽ đọc ở đây, tức là khi mà chúng ta đăng ký như thế này là chúng ta sẽ tạo một cái ví đúng không ạ? Ở trên cái mạng Songbit. Pixel này sẽ là mã thông báo chính thức trong cái hệ sinh thái của Hello Pixel. Đăng ký khai thác Pixel kiếm cổ tức bằng Bitcoin, Ethereum và USDT. Việc tham gia tích cực sẽ mang lại cho bạn Pixel và NFT có giá trị. Ở đây các bạn gõ vào bắt đầu cho mình ạ. Gõ vào Open Wallet ạ. Gõ vào bắt đầu ạ. Nó hơi lag một chút nhá, bởi vì là có nhiều người tham gia cho nên là nó sẽ bị lag. Ở đây các bạn gõ vào Create New Wallet. Nó có một cái ký hiệu màu xanh ở trong cái cụm từ khôi phục ví. Thì các bạn gõ vào đó để các bạn copy. Sau đó là các bạn gõ vào Continue cho mình nha. Khi mà các bạn đăng ký xong thì nó sẽ tự khai thác chứ các bạn không phải gõ vào khai thác nữa nha. Đây claim này. Khi nào nó đầy thì các bạn gõ vào cái claim này cho mình. Phí của nó sẽ là 0,00365 SGB đúng không ạ? Và cứ 2 tiếng thì chúng ta sẽ vào đây chúng ta claim một lần. Sau này chúng ta cũng có thể nâng cấp được. Đây ạ, các bạn gõ vào cái mining này. Bạn gõ vào cái quiz này để các bạn làm nhiệm vụ để các bạn nhận cái lần claim miễn phí. Đó, vào cái cạnh tiếp theo này nó là cái nâng cấp. Khi mà nâng cấp thì chúng ta sẽ ưu tiên cái phía bên dưới trước, cái này là cái tốc độ khai thác, còn cái phía bên trên nó là thời gian khai thác. Đó thì chúng ta sẽ ưu tiên cái bên dưới trước, sau khi úp cái bên dưới xong thì chúng ta sẽ úp cái đến cái bên trên đúng không ạ? Đó, và ở đây thì chúng ta sẽ làm nhiệm vụ. Các bạn gõ vào cái quiz này. Sau khi làm nhiệm vụ xong ba cái này thì chúng ta sẽ được 3 lượt claim miễn phí đúng không ạ? Các bạn gõ vào cái mũi tên phía bên trên đầu, gõ vào tham gia này. Sau đó chúng ta quay ra này. Gõ tiếp này. Đó, cái này thì chúng ta đã theo dõi rồi. À, mình đã theo dõi rồi, đúng không ạ? Gõ tiếp là join vào group chat này. Bạn gõ vào tham gia này. Quay ra này. Các bạn gõ vào cái ô màu tím phía bên dưới. Tức là chúng ta đã hoàn thành rồi, đúng không ạ? Đấy ạ. Chờ xíu mình vào lại nha. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở phía bên trên này chúng ta sẽ nhận được 4 ga free, tức là chúng ta sẽ nhận được 4 lần claim miễn phí. Sau đó là chúng ta sẽ phải mất phí. Ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy ở trong ví của chúng ta ở ngay phía bên trên đầu này có cái đồng SGB, tức là nó là của mạng Songbit. Và cái phí của cái mạng này thì cũng không phải là đắt. Phí của nó chỉ có 0,00365 SGB này thôi. Và chúng ta sẽ chỉ mua được cái đồng này ở trên sàn MDEX chứ không thể mua ở các sàn khác được. Các sàn khác nó đều không có cái con này. Đó, vì vậy cho nên là các bạn sẽ mua cái đồng này ở trên sàn MDEX. Và tiện đây thì mình cũng công bố luôn là mình sẽ phát cho 200 ví đầu tiên. Các bạn cứ nhanh tay các bạn join vào cái channel của mình thì là mình sẽ phát cho. Còn ai mà chậm chân thì chịu ạ. Lát mình sẽ để cái link của cái channel của mình ở dưới phần mô tả video bình luận ghim cũng như là ở trong các group. Các bạn cứ vào đấy và mình sẽ có một cái bài đăng các bạn gửi ví vào cái phần bình luận ấy ạ. Đó thì là mình sẽ phát nha. Các bạn muốn lấy cái địa chỉ ví thì các bạn nhìn thấy ở phía bên trên này nó có hai cái ô màu tím đấy đúng không? Nó chồng lên nhau đấy. Các bạn gõ vào đây, sao chép nha. Đó, như thế là chúng ta đã sao chép thành công. Đó thì các bạn gửi vào cái phần bình luận ở trong cái bài đăng ở trong channel thì mình sẽ phát cho các bạn.
Đó, và khi mà các bạn claim được thì là cái đồng token của dự án nó sẽ nằm ở phía bên dưới này, nó nhảy luôn về ví luôn nha. Ở đây các bạn gõ vào ba chấm này, các bạn gõ vào mở bot này, sau đó là các bạn cũng gõ vào avatar của nó ở phía bên trên này, và các bạn gõ vào cái ba chấm, các bạn gõ vào thêm vào màn hình chính, gõ vào thêm, và chúng ta sẽ cũng lôi nó về cái chỗ cùng một đám của cái Telegram này, để khi chúng ta làm thì chúng ta sẽ làm hết một lượt luôn, đúng không ạ? Đó, và ngoài ra thì chúng ta cũng có đi chia sẻ để chúng ta kiếm thêm hoa hồng. Ở đây thì các bạn gõ vào cái mining như mình này, và các bạn gõ vào cái chữ friend này. Toàn thấy mắt là mắt luôn, chả hiểu sao là mắt thế. Sau đó là các bạn gõ vào copy invite link màu tím ở phía bên dưới, các bạn gõ vào ok. Đó, như thế là chúng ta đã copy link thành công và chúng ta đi chia sẻ cho bạn bè để họ đăng ký. Và khi mà họ đăng ký thì chúng ta cũng sẽ nhận được phần trăm khi mà họ khai thác, đúng không ạ? Ở đây thì hiện tại nó cũng chưa có gì. Các bạn muốn đăng xuất thì ví dụ như nó lag quá thì các bạn có thể đăng xuất, các bạn gõ vào cái chỗ long ao ở phía bên dưới này để các bạn đăng xuất. Nhưng bạn lưu ý một điều rằng là đăng xuất thì chúng ta phải có cụm từ khôi phục ví. Khi các bạn đăng ký là đã có chỗ lưu cụm từ khôi phục ví rồi, đúng không ạ? Các bạn nhớ lưu nó lại, cất nó đi để khi mà chúng ta thay đổi điện thoại thì chúng ta có thể là sử dụng cái cụm từ khôi phục ví đó để chúng ta đăng nhập lại nha. Và nếu như mà ai bị quên không lưu lại thì các bạn có thể lấy lại bằng cách là các bạn gõ vào ba gạch này. Sau đó là các bạn gõ vào setting. Đó, và các bạn gõ vào cái dòng đầu tiên ở phía bên trên này thì là nó sẽ mở cái cây ra cho chúng ta để chúng ta sao chép nha. Mình sẽ nói qua một chút về cái con Xblast. Cái con này thì là cái nhiệm vụ của nó, mỗi một ngày là cái nhiệm vụ của nó khác nhau nhá. Lúc trước mình chia sẻ cho các bạn nhiệm vụ nó khác. Nhưng bây giờ các bạn gõ vào mission thì các bạn sẽ thấy là like cộng retweet cái bài đăng của họ này, hai là rep cái bài đăng của họ với lại cái hình ảnh của mình chụp ở trang chủ. Đó thì các bạn kích vào đây, sau đó là các bạn gõ vào cái chỗ trả lời này và các bạn gửi cái hình ảnh của chúng ta lên. Sau đó các bạn gõ vào trả lời là xong nha. Các bạn quay về cũng như là các bạn sẽ join vào cái group của họ để đọc cái bài viết, nhưng mà gọi là đọc thì chứ cần gì đọc đâu, các bạn cứ join vào, sau đó các bạn quay về và các bạn gõ vào confirm mission complete nha, là chúng ta đã đủ cái điều kiện để claim 24 giờ một lần. Ngoài ra khi mà các bạn khai thác được thì các bạn có thể nâng cấp lên, các bạn gõ vào cái tên lửa ở phía bên dưới cạnh ngôi nhà này nha, ở dưới chân đấy ạ, gõ vào cái ô đầu tiên này. Và như của mọi người thì mới đầu thì nó rất là thấp, nhưng của mình thì bây giờ nó lên đến level cao rồi. Nếu mà mình muốn update tiếp thì nó là mất 75 đồng, nhưng mà mình vẫn update. Đó, tức là đang từ 0,2 mấy lên đến 0,3 ấy, đúng không ạ? Đó, ok rồi. Nó trừ như thế này là đã thành công rồi nha. Bây giờ hiện tại là cái tốc độ khai thác của tỷ nó đang là 0,313 XBL, đúng không ạ? Trên 1 giờ. Cũng giống như là cái đồng hot ấy ạ. Nếu như mà ai trước đây nâng cấp thì là bây giờ kiếm được nhiều hơn là những người không nâng cấp, đúng không ạ? Bởi vì là bây giờ cái tốc độ khai thác của nó đã giảm đến 50% rồi. Nếu như mà chúng ta không nâng cấp thì bây giờ cái tốc độ khai thác của chúng ta chậm cực kỳ luôn. Vì vậy cho nên là bất kể một cái dự án nào, nếu họ cho nâng cấp chúng ta đừng có tiếc ạ. Chúng ta nâng cấp ngay từ đầu thì chúng ta trong cái thời gian đầu họ cho khai thác nhiều thì chúng ta sẽ khai thác được nhiều hơn, đúng không? Còn nếu như mà các bạn lại cứ tiếc mấy cái đồng token xong các bạn không nâng cấp thì nói thật là sau này khi mà cái tốc độ nó giảm thì các bạn không khai thác được bao nhiêu đâu. Đó, và cũng như là các dự án khác, nếu như mà nó cho cái làng, các bạn join vào cái làng này của mình thì là khi mà cái số token khai thác được này mình sẽ chia hết cho mọi người, giống như hiện tại mình đang chia hot cho mọi người đây nha. Mọi người đang gửi hình vào rất là nhiều, đúng không ạ? Từ chiều đến giờ bạn cũng chưa vào để phát quà cho mọi người được. Số lượng hot mình phát sẽ không giống nhau. Khi mà cái hình chụp lên như thế này, mình sẽ nhìn vào cái số lượng hot của mọi người. Nếu như mọi người khai thác được nhiều thì các bạn sẽ nhận được nhiều, còn các bạn khai thác được ít thì các bạn sẽ nhận được ít. Bởi vì là như thế thì nó mới công bằng ạ. Còn nếu như mà cái người khai thác được ít mà lại cũng nhận được nhiều ngang bằng với lại những cái người khai thác được nhiều thì nó rất là bất công. Đó, vì vậy cho nên là các bạn có thể join vào cái các làng, các đội của mình và sau này thì mình cũng sẽ phát cái token cho các bạn như cái thằng hot này nha. Đó, và bây giờ thì mình sẽ quay cái video ngày hôm trước xem ai là người may mắn trúng thưởng nha. Ồ, cái bài đăng, cái video này có quá nhiều lượt comment.
mình cũng không biết là các bạn comment cái gì. Thì nói thật ra các bạn là mình rất là bận. Các bạn có biết rằng là hôm qua mình xử lý để xong cái làng của Hot xong, thì bắt đầu là mình quay ra edit nốt với cái video mình đăng lên, và đến 5 giờ sáng mình mới đăng xong, đến 5 rưỡi mình mới đi ngủ. Đó, khi mà mọi người dậy đi làm rồi thì mình mới đi ngủ đấy ạ. Vậy cho nên mình không có thời gian để đọc các comment ở dưới phần bình luận đâu. Vậy cho nên là nếu như ai cần hỗ trợ thì các bạn có thể vào group Telegram, mình cũng để ở dưới phần mô tả video hoặc là bình luận ghim rồi đấy ạ. Thì các bạn vào đó sẽ có các admin ở trong đấy để hỗ trợ các bạn. Nói thật, một mình tỷ mà kiêm hết thì không thể kiêm được đâu ạ. Tất tần tật tần tật mọi cái một mình tỷ làm luôn, cho nên là không thể kiêm được. Đó, thì là mọi người thông cảm nha. Không có lại bảo comment mà không thấy trả lời, không thấy rep gì cả. Vâng, chúc mừng bạn Đinh Tú Nguyễn à. 3715 chào tỷ. Vâng, chúc mừng bạn đã là người may mắn trúng thưởng ở trong cái video ngày hôm trước. Liên hệ với tỷ qua Zalo để nhận thưởng nha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video chia sẻ tiếp theo. Nhớ đăng ký và like kênh cho mình cũng như là nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những cái kèo hot của mình nha. Bye bye.